Diễm bất ngờ nhắn nhủ con trai điều này sau một năm sinh con. Từ khi sinh con, Thúy Diễm dành hết thời gian để ở bên cạnh chăm sóc con một cách toàn diện nhất. Mỗi ngày, cô đều chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời của cậu con trai trên trang cá nhân của mình. Bé Bảo Bảo của Thúy Diễm và Lương Thế Thành vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu. Tuy nhiên, sau một năm ở nhà cùng con, Thúy Diễm đã bắt đầu thèm cảm giác được trở lại phim trường. Cô hối thúc nhóc Tì một cách vô cùng đáng yêu. Bảo Bảo ơi, lớn nhanh cho mẹ đi quay phim nào. Ba mẹ bỉm sữa nhớ nghề đến dây dứt, thăng thở cũng thấy dễ thương. Gần một năm mẹ ôm cái cậu nhóc này từ trong bụng tới ra ngoài bụng, không được làm gì hết trơn. Thèm lắm cảm giác được chinh chiến phim trường cùng bạn bè đồng nghiệp. Thèm cảm giác sáng sáng tất cả đi quay cho kịp giờ. Không những thế, ba mẹ trẻ còn thèm đủ thứ. Thèm tung tăng đi đây đi đó, thích ăn gì thì ăn, mặc sao thì mặc. Và quay ra, nũng nịu cả với con trai. Thế giới của mẹ giờ vì ai mà thay đổi hết rồi. Buồn rớt nước mắt khi thấy trên Facebook bạn bè có dự án phim mới, mình thì ở nhà ôm một cục. Mặc dù vẫn có sự hỗ trợ từ phía ông bà nội, nhưng Thúy Diễm đã nghỉ diễn một năm để dành thời gian chăm sóc tốt nhất cho cậu chàng Bảo Bảo. Mong rằng thời gian tới sẽ sớm gặp lại cô nàng diễn viên tài năng này trong dự án phim mới. Trọn bộ ảnh gia đình hạnh phúc của vợ chồng Thúy Diễm, Lương Thế Thành và thiên thần nhỏ 1 tháng tuổi. Chia sẻ về cuộc sống gia đình sau khi có thêm thành viên mới, Thúy Diễm cho biết cuộc sống của hai vợ chồng hoàn toàn thay đổi. Vừa tung bộ ảnh cùng con trai đầu lòng, Thúy Diễm cũng chia sẻ đến khán giả về lần sinh nở đầu tiên của mình. Cũng từ bộ ảnh, đôi vợ chồng nổi tiếng khoe cậu con trai kháu khỉnh với nét giống cả cha lẫn mẹ. Sau những hình ảnh nhá hàng cậu con trai đầu lòng trên trang cá nhân và nhận được sự quan tâm của khán giả, Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã tung ngay bộ ảnh gia đình vô cùng hạnh phúc bên cậu con trai nhỏ Bảo Bảo. Vốn được biết đến là cặp tiên đồng ngọc nữ của làng diễn viên, nên ngay khi hình ảnh của quý tử vừa tròn một tháng được Thúy Diễm hé lộ, đã không ít người ngưỡng mộ, xích xoa. Nhiều bạn bè và khán giả đã dành cho hai vợ chồng những lời chúc mừng, cùng nhiều lời khen dành cho cậu con trai kháu khỉnh. Được biết, tên của cậu con trai được đặt theo tên cha là Lương Thế Bảo, nghĩa là bảo vật, bảo bối quý giá mà ông trời đã ban cho hai vợ chồng. Tên tiếng Anh của bé là Braden, nghĩa là hoàng tử, là sự dũng cảm, với mong muốn sau này bé sẽ là người đàn ông lương thiện. Ở nhà, mọi người hay gọi bé bằng cái tên thân mật là Bảo Bảo. Chia sẻ về cuộc sống gia đình sau khi có thêm thành viên mới, Thúy Diễm cho biết cuộc sống của hai vợ chồng hoàn toàn thay đổi. Cả hai không còn phân biệt được ngày hay đêm, không còn thời gian dành cho bản thân như trước. Muốn đi đâu xa hay muốn làm việc gì cũng phải suy nghĩ sắp xếp. Thúy Diễm tâm sự, tháng đầu tiên khi em bé ra đời cũng là tháng bận rộn và rắc rối nhất của hai vợ chồng vì chưa có kinh nghiệm chăm sóc con. Từ khâu tắm em bé đến tư thế ẵm sao cho đúng cũng khiến cả hai vô cùng vất vả. Dù vậy, khoảnh khắc nhìn ngắm con trai là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà lần đầu tiên hai vợ chồng có được trong đời. Từ khi có em bé, tình cảm của cả hai cũng khăng khít và hiểu nhau nhiều hơn. Bảo Bảo chính là sợi dây gắn kết và mang lại niềm vui cho cả gia đình. Thời điểm mang thai bé Bảo Bảo, Thúy Diễm và Lương Thế Thành vì muốn đem lại điều kiện tốt nhất cho con nên đã sang nước ngoài sinh bé. Ngược lại, hai vợ chồng phải vất vả tự xoay sở mọi thứ và không có ai giúp đỡ khi ở xa gia đình. Vì không có kinh nghiệm nên hai vợ chồng phải tự loay hoay lên internet học cách chăm con và tìm hiểu về ăn uống để em bé phát triển tốt. Thúy Diễm cho biết trong cả quá trình ở nước ngoài chuẩn bị sanh, ông xã của cô là người cực khổ nhất vì vừa chăm bà bầu vừa phải lo lắng mọi việc. Khi Thúy Diễm sinh em bé, Lương Thế Thành một tay anh chăm sóc cả hai mẹ con. Nói về khoảnh khắc lần đầu vừa cạn thành công, Thúy Diễm cho hay, tôi bị vỡ nước ói trong lúc đang ngủ nên nửa đêm gọi chồng dậy, thấy vợ chảy nước ói ồ ạt là anh Thành rối lên chạy vòng vòng, chạy tới chạy lui mà không biết phải làm gì, cứ bị rối lên hết. Khi vào đến bệnh viện rồi, ông xã nôn nóng chạy tới chạy lui rất mắc cười. Tôi nhớ là anh Thành trấn an tôi bằng cách bảo rằng có đau quá thì cắn anh hay cắn ai cũng được. Mặc dù rất đau nhưng thấy chồng kế bên thì tôi cũng đỡ được phần nào và cảm thấy yên tâm hơn. Khi được hỏi về vấn đề trầm cảm của các bà mẹ sau sinh, Thúy Diễm thẳng thắn chia sẻ. Tôi nghĩ các chị em rất dễ bị tủi thân, nhưng nếu nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ người thân và chính người chồng của mình thì sẽ đỡ hơn rất nhiều. Nhiều trường hợp theo tôi được biết, có người bị bi quan đến nỗi tự tử thì rất là đáng tiếc. Việc suy nghĩ tích cực và nhìn ngắm con mình là liều thuốc hay nhất, bởi mỗi lần nhìn con ngủ là bao nhiêu mệt mỏi đều sẽ tan biến đi hết. Tôi cũng bị trầm cảm nhẹ sau sinh, vì lúc ở nước ngoài một mình không ai bên cạnh, tôi cảm thấy tủi thân lắm. Khi em bé khóc, lại rối lên không biết làm thế nào. Nhưng là lần đầu cho em bé bú, bé bị ọc sữa, tôi ôm con trai mà nước mắt cứ chảy vì cảm giác mình thật là vô dụng. Nhìn vào gương thấy mình tàn tạ, xô xê quá lại tủi thân vô cùng. Những lúc như vậy vai trò của người đàn ông vô cùng quan trọng và sẽ là người cùng mình giải quyết mọi vấn đề. Sau một tháng sinh em bé thì hiện giờ Thúy Diễm và Lương Thế Thành đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc chăm sóc con nhỏ.
Thúy Diễm cho biết cô sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cùng các chị em phụ nữ để có thể chăm sóc cho con cái tốt hơn. Cả Thúy Diễm và Lương Thế Thành sẽ nhanh chóng trở lại với hoạt động nghệ thuật sau khi ổn định việc gia đình của mình. Thúy Diễm thừa nhận không đủ sữa cho con bú và bị mất trí nhớ sau khi sinh con cho Lương Thế Thành. Chào Thúy Diễm, cảm giác vừa mới sinh và thấy được mặt của con trai như thế nào? Kỳ lạ lắm, ngày thường ở giai đoạn mang thai, tôi vẫn hay tâm sự với con, hay gọi con là em bé ơi, em bé à. Lúc mới sinh em bé, khi bác sĩ để con lên bụng tôi cũng kêu con là em bé ơi, em bé à. Con trai tôi đang khóc bụng đính khi nghe tôi gọi như thế, cảm giác của tôi rất lạ. Tôi như quên hết bao nhiêu đau đớn, mệt nhọc trong khoảng thời gian vừa qua. Khi nhìn kỹ lại, gương mặt này vừa lạ vừa thương, càng ngắm con tôi càng yêu hơn. Khi sinh em bé, điều gì khiến chị cảm thấy áp lực nhất? Hiện tại, điều áp lực nhất với tôi là không đủ sữa cho con bú. Cơ địa của tôi khác với người thường, tôi khá ốm, xương lại rất nhỏ. Vốn dĩ bình thường, tôi ăn uống cũng không giống người khác. Tôi ăn không đúng giờ giấc. Tôi thích cái gì là ăn cái đó, nhưng toàn đồ ăn vặt, không nhiều dinh dưỡng như bánh tráng trộn, trà sữa. Khi có con, tôi bắt đầu lo lắng và phải điều chỉnh lại việc ăn uống sao cho đúng giờ, ăn thức ăn giàu dinh dưỡng, vì tôi muốn nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Tôi muốn con có được ít nhất 6 tháng đầu đời bú sữa mẹ, chứ không dùng sữa ngoài. Chị có hơi chạnh lòng khi con trai quá giống ông xã không? Vài ngày đầu, con trai vẫn chưa giống ai. Tôi và anh Thành cứ nhìn nhau rồi chọc ghẹo rằng, chết rồi, chắc con lụm thiệt rồi, sao không giống ba hay mẹ vậy nè. Dần dần những ngày sau đó, con càng ngày càng giống ba. Anh Thành bỗng nhiên cũng thay đổi hết mọi thứ. Anh chăm con, cưng yêu con lắm. Nhìn anh và con như thế tôi vui. Niềm vui còn lớn hơn cả suy nghĩ của tôi. 2 tuần sau khi sinh, tôi mới thấy con trai có má lúm đồng tiền giống mình, mắt mũi miệng đều giống anh Thành. Tôi tự nhủ, sao giống ba không mà không giống mẹ gì hết. Cũng hơi buồn buồn trong bụng, tự nhiên phát hiện ra con trai có má lúm đồng tiền mới cảm thấy mình được ké chút xíu. Nhưng khó nói trước được điều gì vì em bé còn quá nhỏ. Mỗi ngày con sẽ phát triển và thay đổi. Tôi chỉ mong con được khỏe mạnh, không bị bệnh, phát triển tốt và thông minh là vui rồi. Chị có áp lực về nhan sắc và cân nặng sau khi sinh con không? Có chứ. Bản thân tôi là một diễn viên, tôi cần giữ gìn ngoại hình của mình để hoạt động nghệ thuật, tôn trọng khán giả. Tôi không muốn quá xấu xí, xô xê quá khi trở lại với công việc. Tôi khá lo, suốt ngày cứ hỏi anh Thành em có mập quá không anh? Sẽ em thấy ghê quá, em có trở lại bình thường được hay không? Tôi không biết anh Thành nói thật hay nói xạo, nhưng lúc nào anh ấy cũng trả lời rằng không sao đâu, em còn đẹp lắm, em còn ốm lắm, em còn nhon lắm, em yên tâm đi. Tôi nhìn vào gương luôn thấy bản thân mình mập lên, mà anh Thành cứ nói thế. Sau khi sinh con, khoảng bao lâu cân nặng của chị mới giảm xuống và có chế độ giảm ăn hoặc đặc biệt như thế nào không? 1 tháng đầu sau khi sinh con, tôi và anh Thành không có thời gian dành cho bản thân. Cả hai vợ chồng đầu tắt mặt tối, suốt ngày lẩn quẩn trong nhà chăm con. Chỉ cần nghe con khóc ré lên 1 tiếng là 2 đứa quáng quàng lên. Người thì thay tã, người thì hâm sữa, chạy ngược chạy xuôi. Suy nghĩ mong đợi lúc đó chỉ muốn con ngủ ngon. Ví dụ ban đêm thay vì con ngủ khoảng 2 tiếng thì con có thể ngủ nhiều hơn, khoảng 3-4 tiếng để ba mẹ được ké ngủ nhiều hơn. Tôi cũng chưa có suy nghĩ bản thân xấu đẹp ra sao, mà đến khi gần 1 tháng sau khi sinh, hai vợ chồng bế con đi kiểm tra sức khỏe, sẵn tiện tôi cũng kiểm tra sức khỏe cho bản thân. Lúc này tôi mới biết mình xuống 10kg chỉ trong vòng 1 tháng. Chị có bị căng thẳng, áp lực khi phải thức đêm trông con và nghe tiếng con khóc cả ngày lẫn đêm hay không? Bây giờ tôi hay bị giật mình mỗi khi nghe tiếng con nít khóc, vì tôi sẽ liên tưởng đến con trai mình khóc. Khi tôi ra đường vô tình nghe người ta khóc, tôi cũng nhớ đến con mình rồi bắt đầu lo đủ thứ. Đó cũng là một triệu chứng stress nhẹ. Nghe anh Thành chia sẻ lúc mới mang thai, chị đi đóng phim quên lúc việc bản thân có thai nên đã leo cây và còn nhảy từ trên cao xuống. Tôi bị một sự cố là không biết mình có thai. Tôi ký hợp đồng với một dự án phim khá cực, phải đi tỉnh đến mấy tháng. Tôi đóng vai con gái nhà nghèo, bị đụng xe, té sông, leo cây. Khi tôi quay được vài ngày, tôi mới biết mình có thai. Tôi không thể nào bỏ phim được nên phải nhắm mắt làm luôn. Tôi nhớ khi quay cảnh quay đầu tiên là từ trên cao té xuống, bị gãy chân. Tôi cứ làm bình thường, mãi đến khi tôi té xuống ngay cái bịch, tôi cảm thấy đau mới sực nhớ mình đang có em bé. Quay xong tôi bắt đầu lo lắng, tôi phải uống thuốc để chống bị ảnh hưởng đến em bé. Từ lúc này tôi mới ý thức được mình cần phải cẩn thận hơn. Lúc sinh con ở nước ngoài không có mẹ ruột lẫn mẹ chồng chăm, chị có tủi thân hay không? Có, tôi tủi thân và nằm khóc một mình. Tôi bị triệu chứng trầm cảm sau khi sinh. Tự nhiên tủi thân ghê gớm dù không ai làm gì mình. Tôi nằm buồn, khóc tức tưởi. Anh Thành từ ngoài đi vào, thấy tôi nằm trên giường khóc, anh cũng quáng lên luôn. Không hiểu chuyện gì xảy ra, anh cứ hỏi hoài, cứ từ từ tôi mới đỡ dần. Không có ai chăm sóc nhưng ít ra cũng có chồng kế bên, cũng vơi đi phần nào tủi thân.